chào các bạn, mình là diễn viên Vân Anh. Hôm nay mình đến DK Eyebrows and Beauty để sửa lại cặp lông mày của mình. Các bạn hãy đi theo mình nhé. Ngày xưa chị làm cái form ngang to. Form ngang to cách đây nhiều năm rồi và chị cũng đã đi hút ở một cơ sở khác. Chị hút được 3 lần rồi. Nhưng mà hiện tại thì đấy, như em thấy đó, cái cặp lông mày của chị cái sợi lông ấy nó ít. Thế cho nên là bây giờ chị muốn là bên mình làm như thế nào để cho cái nó hơi nó tự nhiên và kết thêm nhiều sợi ở đằng sau này nữa. Hiện giờ mình đang được ủ tê để trước khi vào công đoạn laser. Mình thì rất sợ đau nên là cảm giác đang hơi lo lắng một chút. Ủ tê thế này thì bao nhiêu lâu hả em? Mất khoảng 30 phút chị nhé. Ủ cho mình 30 phút, sau đó đến 1 phút thì mất khoảng 1 đến 2 phút thôi. Mà chỉ làm có 2 phút thôi đúng không em? Chỉ có 2 phút thôi mà mình vừa hút chỗ đỏ và hạ tông màu mực. Mà chị thấy rất là bất ngờ khi mà cái lông mày của chị nó không bị cháy và nó không bị tổn thương như những lần khác chị hút em ạ. Nhá. Và cũng bây giờ thì mình sẽ cho chị Vân Anh soi gương để cho chị có thể ngắm nhìn được cái lông mày mới của mình và chúng ta cùng lắng nghe cái chia sẻ của chị ấy nhé. Em mời chị ạ. Không biết là chị thấy như thế nào, chị có thể chia sẻ. Chị cảm thấy là tức là ngoài cái sức mong đợi của chị, vì là em biết không, cái lông mày của chị nó còn không có những cái sợi lông như thế này đâu, lông mày thật của chị. Nhưng mà khi làm xong, khi thực hiện xong, chị thấy là cái sợi lông mày rất là mềm mại và cái form lông mày ấy, chị cảm giác như là phải nói là mình trẻ hơn mấy tuổi. Đúng rồi ạ. Có thể chia sẻ thêm cho em trong quá trình làm dịch vụ ở đây thì cảm giác của chị như thế nào ạ chị? À, trong quá trình làm dịch vụ khi mà chị thì cứ cảm nghĩ rằng là nó sẽ rất là đau vì cái da chị mỏng, nhưng mà khi làm hút chỗ đỏ và hút cái hạ tông màu đi thì chị cảm thấy rất là nhẹ nhàng và nó không bị chảy máu như những lần trước chị làm ở một số cơ sở khác. Vâng ạ. Chị ơi, có rất nhiều người ta nói rằng là vùng da của chúng ta sau khi mà xóa đi này rồi sau đấy thì chúng ta tiếp tục làm lông mày mới nữa thì sẽ rất là đau. Vậy thì không biết là cảm nhận của chị hôm nay như thế nào, chị có cảm thấy đau không, chị có thể chia sẻ với mọi người được không ạ? Chị không hề đau một chút nào, nó chỉ hơi châm chích và nó hơi rát rát một chút thôi. Dạ vâng ạ. Vậy với cái diện mạo mới, cái cặp lông mày mới như thế này thì không biết là chị có nhận xét gì không ạ? Chị cực kỳ ưng ý, phải nói là cặp lông mày với chị thì chị cảm thấy là hoàn hảo, perfect rồi. Vâng.